Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 chính thức khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 10 tháng 9. Theo kế hoạch, ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 9 với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao các nước thành viên. Nhà ngoại giao người Cameron Philemon Yang phát biểu tại phiên họp khai mạc toàn thể trên cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 Ông Giang kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức xuyên biên giới hiện nay, như tình trạng biến đổi khí hậu, xung đột và bạo lực vũ trang. Còn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng, cộng đồng quốc tế đang đối mặt với một thế giới đầy bất ổn, nhấn mạnh đại hội đồng là cơ chế không thể thiếu và là con đường quan trọng hướng tới một tương lai hòa bình và bình đẳng cho tất cả mọi người. Dự kiến phiên khai mạc sẽ kéo dài từ nay tới ngày 30 tháng 9, trong khi đó ngày đầu tiên của tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 79 sẽ bắt đầu từ 24 tháng 9, có các nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao các nước thành viên Liên hiệp quốc tham dự. Chủ đề của phiên thảo luận chung cấp cao năm nay là không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau hành động vì sự tiến bộ của hòa bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và tương lai.